Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ ngày 23 tháng 12 đã phê duyệt thuốc viên kháng virus của Merck Co dùng trong điều trị COVID-19 có tên Monopiravir. Trong thử nghiệm lâm sàng đối với các bệnh nhân có nguy cơ cao, thuốc Monopiravir cho thấy hiệu quả giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong khoảng 30%. FDA đã cấp phép sử dụng loại thuốc này để điều trị COVID-19 từ thể nhẹ đến trung bình ở những bệnh nhân trưởng thành có nguy cơ tiến triển nặng hoặc những người không thể tiếp cận các cơ sở y tế để điều trị. Thuốc Monopiravir không được phép dùng cho bệnh nhân dưới 18 tuổi do có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn. Trước đó, ngày 22 tháng 12, FDA đã cấp phép sử dụng thuốc viên dùng trong điều trị COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer dưới tên gọi là Paxlovid cho những người có nguy cơ cao từ 12 tuổi trở lên. FDA nhấn mạnh đây là một cột mốc quan trọng trong thời kỳ đại dịch, sẽ cho phép hàng triệu người tiếp cận điều trị. Giám đốc điều hành hãng Pfizer Albert Bola nhận định thuốc Paxlovid giúp giảm đáng kể nguy cơ nhập viện và tử vong, đồng thời có thể dùng để điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà. Liệu pháp điều trị sử dụng loại thuốc này sẽ giúp thay đổi phương pháp chống dịch, đồng thời hy vọng có thể làm giảm đáng kể áp lực đối với hệ thống y tế và bệnh viện.